Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây một cái video Trung giới thiệu với anh em một cái sườn V-size nhé, một cái càng hai bánh V-size. Con này là MD77 nhé anh em, đời 77, hàng 7 luôn. Nó cũng giống như 75 thôi, cũng 3 tiếng một lùi, nhưng mà nó có một cái vài cái chi tiết khác, cái kết cấu hộp số nó hơi khác một tí, còn đùi thì nó vẫn giống nhá. Đây này, đây là cũng có cái cốt cốt xuất công suất này. Cốt đồng bộ này, cốt đồng bộ của trang trại này, đây là cốt PTO này. Còn trắng tinh luôn nha. Hàng 7 về. Hôm trước mình có đăng thanh lý một cái MD75 thì con đó là cũng hàng 7 nhưng mà mình để lâu lắm rồi. Để cả mùa rồi. Còn cái con này là hàng mới về nha. Đấy. Sườn bệ chỉ có như video thôi nhé anh em, không có thêm bất kỳ chi tiết nào. Anh em có nhiều anh em hỏi thêm món này món kia thì mình không có. Món nào có mình báo có, còn nguyên trạng như vậy thì mình nói là nguyên trạng như vậy nhé. Đấy, sườn nước sơn này, con này cũng khá. Tai bắp cắt thứ còn trắng nha. Côn 3 giây nhé anh em. Đây này. Côn 3 giây nhé. 1 giây này, 2 giây này, 3 giây này. Rồi, có cắt chuyển hướng, có chế độ V-size. Đây này. Có V-size nhé. Cái cận V-size của nó thì nó ngược với MD75. 75 thì nó nằm ở trên bắp này. Còn MD77 nó nằm ở dưới bụng đây này. Đây này. Đấy, anh em thấy đấy. Đấy. Nằm ở dưới bụng. Đùi vẫn là đùi hành tinh nhé anh em. Đùi giảm tốc hành tinh ba trái. Y hệt giống như cái dòng IC đại G đấy. Dòng may CG đùi y hệt không khác gì hết. Kết cấu ba trái bên trong giống hết. Cốt đùi cũng tiêu chuẩn IC luôn này. IC sử dụng mâm nào thì nó sử dụng mâm đó, mâm với tâm đó, giống không khác gì hết. Đây này, đây là cái dấu hiệu của hành tinh này. Đây, anh em xem chữ này nhé, Planetian Pride đấy, có nghĩa là bộ, nó giống như cái Final Pride cuối cùng ấy, chạm tốc cuối cùng là qua bộ hành tinh đấy. Nó kích thước nó sẽ nhỏ mà lực nó sẽ rất là lớn. Cái bộ V-size nằm ở đây này, có nghĩa là nó có hai chế độ lái nha anh em. Trung giải thích rất là rõ ràng luôn. Chế độ lái thứ nhất là lái bằng càng, lái bằng phanh đây, phanh chuyển hướng đấy, bóp phanh chuyển hướng này, thì nó cũng giống bao cái càng khác trên đời thôi, không khác gì hết, nguyên tắc như nhau hết. Còn một cái chế độ lái nữa là không cần bóp phanh, cầm càng chuyển hướng luôn, chuyển hướng mềm đấy. Tại vì nó có V-size, hai bánh sẽ cho phép tốc độ khác nhau. Nó giống như là mình chuyển hướng một cái cầu xe bất kỳ như vậy đó. Nó cho phép hai cầu kéo cùng một lực nhưng mà sai tốc nhau. Anh em chưa, nếu mà đã hiểu về nguyên tắc của V-size rồi á thì không nói, anh em mà chưa hiểu á thì có thể lên mạng gõ xem, tìm kiếm cái từ khóa là bộ V-size nhé. Bộ V-size rồi là khác. Cơ cấu khóa V-size là khác nữa nhé. Anh em thường rất là nhầm lẫn ở những cái chi tiết đó. Trung giải thích trong cái thời lượng ngắn như thế này không thể giải thích trọn vẹn cho anh em hiểu được. Anh em có gì thì tìm hiểu thêm bằng những từ khóa vừa nói nha. Rồi còn là giảm tốc hành tinh này, ví dụ như đùi nhông chuyền. Đùi nhông chuyền thì trái nhông con nó sẽ ăn với trái nhông lớn thì nó gọi là giảm tốc bình thường, giảm tốc bánh răng bình thường. Còn giảm tốc hành tinh thì nó có một trái, nói chung giải thích sao nhỉ, không biết giải thích làm thế nào luôn. Anh em cứ lên mạng gõ đi, gõ là ra giảm tốc hành tinh. Nó giống như là cầu nhông bìa đấy. Cầu nhông bìa nó cũng là giảm tốc hành tinh đấy. Đặc điểm của nó là kích thước rất là nhỏ gọn và cái lực kéo thì rất là lớn. Rồi chung tổng kết lại, ở đây có sẵn một sườn V-size mà thật ra là có 3 sườn nha. Ở nhà thì còn 3 sườn. Trung sẽ làm thêm những cái video chi tiết từng con. Cái con nào trên video nào thì anh em có cần dùng ngay con đó thì cứ nói tên nhé. Đây này, mình đang sử dụng cặp bánh của IC750 luôn này. Có nghĩa là ở bãi họ giao cho mình ấy, ở bãi họ về xuống hàng xong là họ giao cho mình một cái bánh mặc định ấy, một cứ lắp vừa tâm thì giao thôi. Thì sử dụng IC750 lắp y hệt đấy nè. Rồi, bánh gai lành tết hết nha.
Rồi, Trung có sẵn cái món hàng như vậy. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng, có quan tâm, có thắc mắc thì cứ alo trực tiếp nhé. Anh em ở gần thì có thể sắp xếp đến xem tại nhà. Anh em ở xa thì xem qua video, cảm thấy được thì mình có thể, món này thì tương đối nhỏ gọn, xếp càng lại cũng có thể xếp việc theo. Nhưng mà cước thì nói trước là tùy theo xa gần thì càng xa cước nó càng cao nhé anh em. Anh em có ngay việc cần dùng, chấp nhận được cái tiền cước các kiểu thì liên hệ nhé. Rồi, chung kết thúc video. Cảm ơn anh em đã xem video ạ.